Theo ghi nhận, bến xe miền Đông đã lắp đặt bảng thông báo tại cổng vào khu vực bán vé để người dân tiện theo dõi. Trong ngày đầu mở bán đã có rất nhiều hành khách đến mua vé. Đa phần hành khách mua trước vé xe Tết cho các tuyến đi có cự ly gần và xa như Đắk Lắk, Nha Trang, Phú Yên, Quảng Ngãi, Thanh Hóa. Được biết, thời gian bán vé sẽ diễn ra từ 5 giờ đến 19 giờ hàng ngày, kể cả thứ Bảy và Chủ nhật, từ nay đến ngày 26 tháng Chạp, tức ngày 31 tháng 1, 2019. Theo đó, bến xe sẽ bắt đầu bán vé cho khách đi từ ngày 26 đến ngày 28 tháng Chạp, tức ngày 29 tháng 1, 2019, đến ngày 2 tháng 2, 2019. Dự kiến mức phụ thu giá cước có thể tăng từ 20% đến 60%, tùy theo tỉnh thành xe vận chuyển hành khách đi đến.